Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình. Hiện tại Tình đang có mặt tại miếu bà chú xứ. Tình cờ hôm nay mình về miếu bà chú xứ thì được quý cô chú anh chị có chia sẻ với mình một người phụ nữ sống một mình ở trong khu nghĩa địa cả nhà. Thì không biết hoàn cảnh như thế nào nhưng mà nghe cô chú anh chị chia sẻ là hoàn cảnh của bà rất là đáng thương. Thì hôm nay mình cử duyên về miếu bà chú xứ thì mình cũng muốn ghé thăm bà để hỗ trợ cho bà một phần nào đó trong cuộc sống nha cả nhà. Anh cho em hỏi là cái bà cụ đó là bà sống ở đây một mình hả? Sống một mình. Dạ. Yeah. Sống là hình như là cỡ mười mấy năm nay thôi. Trước đó thì bà cụ sống ở đâu anh nhỉ? Có nhà có gia đình trước đó. Bà thì mình hên. Bà là bà đi buôn ba này nọ, bà không có chồng. Cũng như đi làm tự nhiên, không có chồng con gì hết trơn á. Làm được nhiêu ăn nhiêu xài nhiêu. Rồi đầu chuyển ngang có cái ngày là hình như là giác gió. Nắm bắt cái kéo cũng thời gian cái gì đó rồi lưu linh lưu địa rồi cũng như chị em có xích mích với nhau hay sao đó, cũng có cãi lộn sao đó, bên kia người ta giữ hộ khẩu của bả. Bây giờ bả người bả là không có xài giấy tờ gì hết, không còn hộ khẩu không còn gì hết, cái như trên kia ta cắt ta bỏ hay sao đó cho bả, thằng bả ra đó cũng giận hờn cái gì đó, bả với chị thằng em bả trên đó đó. Rồi từ ngày cô về đây sống cô có làm công việc gì không anh nhỉ? Đi bán vé số, lúc trước bán vé số và lúc bảo khỏe cũng đi ở đợi, đi làm mướn cho người ta này nọ. Thì sau này làm mướn hết nổi rồi bắt đầu đi bán, chuyển đi bán vé số cọc cạch, rồi bị bệnh tưởng ba chết rồi đó, bệnh gì không biết, nó nổi bên hông bả, bên đùi bả gì nè, có mục á, rồi hết đó. Bả cũng có người em bà con sao đâu, khúc trên đây là tôi cũng không để ý tới. Sáng bà em tới đem đồ mua đồ rồi xuống tòa. Con không có chồng con gì hết không à? Không có chồng con gì hết. Yeah. Rồi cái đất này cổ ở là sao thưa? Đất của nhà ở đây. Bà mẹ tôi bán cho bà cũng như 1 triệu gửi hay 100 gửi gì đó không biết. Dạ. Yeah. Bắt đầu cho chị có làm giấy tay, khi nào bà mất bà không được quyền chuyển nhượng cho ai hết, khi nào bà mất thì ở đây lấy lại. Dạ, yeah, nghĩa là mình bán với cái giá như cho khi nào mất thì mình lấy lại, không được quyền cho buôn bán sang nhượng gì hết. Yeah. Rồi cái nhà nhỏ trên đó là gia đình mình cất luôn hay là cổ tự cất? Của bà. Yeah. Lúc trước cái nhà lá rồi bà đi đó, ăn trộm nó vô, ăn trộm mà nó vô nó ăn trộm đồ mà nó còn phải lấy bếp ga nó nấu mì nó ăn rồi nó mới đi. Ăn trộm á hả? À, mấy anh tôi ngồi nhậu đây đâu có biết, mới thấy được cái gì đâu, nghe sạch 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 lên đập đâu có kịp, xé vách nhà vô nhà lá bắt đầu là đủ nó nấu mì nó ăn rồi nó mới. Mấy tôi nghe được sạch sạch lên đủ nó chạy đi, tôi thì còn xây ngang mới sửa lại, người ta cho tiền rồi nọ bả đâu đó mới cắt con lại đó, chứ không phải nhà toan đâu, lá vách lá. Tính rồi mấy ăn trộm ở đây cũng thần thái dữ anh ha, biết mình biết luôn ha, biết mình nhà sao sao làm giờ nào, bây giờ nhà tôi còn mắc đồ nữa, cái gì báo công an rồi thôi chứ làm gì giờ, công an nói vậy rồi nó phát phải sao. Nhà tôi đi làm, bà già tôi cũng đi làm, vợ tôi cũng đi bán, nó biết mình sao giờ nào về giờ nào có luôn, thành ra rồi mình báo lại vậy thôi chứ làm gì nhà nước về trả lại. Tại là suốt mười mấy năm qua là người cô này sống ở đây một mình thôi. Mình. Dạ. Bà đâu có chồng con. Dạ. Rồi người em là em xéo xéo rồi nè. Dạ. Mà cũng chết rồi, em bị tiểu đường chết rồi. À. Cắt lắm giò lắm gì đó, rồi xong tới cắt cầm cái nữa là rồi. Tiểu đường, cái bệnh tiểu đường nó ác trong hầu, cắt chân ra cắt ngón là rồi xong. Không sống được lâu. Lúc sớm em đi ở ngoài miếu bà chú xứ thì cũng nghe chỗ bà con cô bác chị chia sẻ là chỗ người cô bị té gì đó, giờ đi bán vé số không được, giờ nằm ở nhà. Thì đó bà đó. Dạ. Yeah. mấy đợt mấy tháng mưa đây đường cây rong là tôi có chùi rửa luôn, tôi cũng sợ bà té. Yeah. Với trong nhà mình đi con cái mình chạy dẫn té nữa. Yeah. Rồi hết mưa thôi mình nghe nói té đâu đó đó, mình cũng gán mà đi chứ bây giờ có mình lên thì đói hay là hoặc là thèm nước đá đi hay gì cũng phải đi xuống đây mua. Nghe té đó ông tôi có trên nhà bên đó, tôi có cho ông anh mướn xe chạy xe lôi mướn bên đó nhà tôi, ông nghe té gì ông đỡ, ông nhậu xuyên suốt thành ra ông ngồi không thấy được. Đó, ông nhậu chút chút giờ này ông chạy xe lôi rồi. Dạ. Yeah. Nghe đằng ông cởi nghe té đó, ông nó chạy ra anh đỡ té thẳng hết. Ở khu vực phía sau nhà của mình giống như một cái nghĩa trang, nghĩa địa nghĩa địa thì giống gì nữa, mã không. Dạ. Yeah.
Rồi hàng ngày anh làm công việc gì? Xây dựng. Xây dựng. Ừ. Nhân dịp Tết thì tôi cũng nghỉ rồi, nghỉ làm ba cái mã cho người ta. Dạ. Ăn 19, 20 rồi tới người ta tới tôi cúng. Dạ. Dạ. Vậy là anh cũng làm tiếp. Làm công việc quản trang dọn mồ mã cho con cô bác anh chị đây. Có mã mối. Mối mình làm hàng năm cho người ta. Dạ. Ăn 19, 20 tới người ta cúng nè. Dạ. Thì định tôi cúng. Thế tối ngủ đây sợ mình. Có gì đâu bị sợ, bình thường. Quen ngủ em. Không. Nói chung mình khi mình ăn uống á, ở đâu cũng vậy, mình kêu cứ mặt không ngại người ta một tiếng thì có gì đâu. Yeah. Thật lại đến người ta ăn, ai rảnh đến được thì đến người ta ăn chứ đâu có gì. Nghe bà con cô bác anh chị chia sẻ hoàn cảnh của người cô bán vé số nghe rất là thương. Nghỉ bán 2 tháng mấy nay thay. Yeah. Tôi clip là 2 tháng mấy nay. Và ví dụ như không đi bán vậy lấy tiền đâu để mà cô sinh hoạt hàng ngày nha? Có bà, có bà em. Yeah. Bà em cũng chân nghèo khổ lắm hay gì đó chứ không phải giỡn, người lâu lâu người ta cũng tiếp chút rảnh. Mấy người ta biết đó thì người ta hoàn cảnh bả đó bán thịt đồ đi chợ luôn nè, người ta biết bả chứ không phải không, đâu lâu lâu người ta cũng gửi cho chút đỉnh thì nọ cho đồ bả ăn thì chứ không phải là hàng ngày người ta gửi bả quyển chuyển qua ăn chứ sao giờ. Cụ chính xác tuổi là năm nay bao nhiêu rồi anh nhỉ? Bả hả? Dạ. Nghe nói bả 70 đó. 70 à? Nghe. Yeah. Bả nói 70 đó. Mới 2 ngày chứ gì em. Ngày kia là có 2 anh YouTube ở Long An. Dạ. Yeah. Cũng ghé qua đây thăm cô ha. Rồi kêu qua ra ngoài đó đó ngồi. Cái đầu cũng quay gì đó. Dạ. Yeah. Ở đây mình xài nước sao anh nhỉ? Dạ. Có thằng em, thằng Gia Anh. Cái nhỏ tuổi của tôi nhà bên đây nè. Nó Gia Anh tôi, nó chạy đường nước cho bả xài. Dạ. Yeah. Đường điện cũng chạy cho bả luôn. Ôi. Đây mà không có anh chị tốt nữa, nó đặng có gì đó nó làm mã làm gì đó nó xài luôn. Yeah. Nhưng mà thì bà xài hiện giờ là nó đắm tiền. Dạ. Yeah. Cũng may cô ở đây được bà con cô bác anh chị thương yêu. Trời ơi, tôi bao lần lúc mình nó chưa có cho nước nha, là tôi đây tôi cho nước bà xài 1 ký 7 ngàn, 1 tháng gửi chưa được 1 ký nữa. Bà có xài nhiều dòng mình lên, bà xài ngồi giọt hoài, 1 tháng gửi chưa được 1 khối nữa. Yeah. Không có ăn nhiều đâu. Cô bà bị bệnh mà đi lên mấy cái dốc này cũng đuối anh nhở ha. Ừ. Mấy dốc này cao. Dạ. Có thể được tí tí đó. Dạ. Yeah. Em cũng xin phép anh. Ừ. Cho em lên trên đó trò chuyện với anh cô. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ. Giờ mình sẽ lên thăm chỗ người cô bán vé số nha cả nhà. Đây cả nhà xem. Cả nhà thấy khu vực phía sau lưng nhà của anh trai nguyên một cái nghĩa địa rất là lớn nha cả nhà. Trên kia là núi Sam nha cả nhà. Bên kia cả nhà thấy có cáp treo này. Dạ. Yeah. Rất là nhiều mộ đây nha cả nhà. Cả nhà xem này. Còn đây là ngôi nhà của người cô mà sắp tới đây bà con cô bác anh chị sẽ được trò chuyện. Cô sống một mình ở trong một cái ngôi nhà sàn nhỏ như thế này. Theo như là anh trai mà lúc nãy mình mới trò chuyện thì anh nói là cái nhà này do bà con cô bác anh chị xin rồi hùng hợp với nhau để mà xây dựng một cái nhà tôn. Ngày trước là cái nhà lá nhưng mà bị trộm nó vào, nó ăn cắp đồ hết rồi lá nó mục cả nhà, nên phải sửa lại ngôi nhà tôn như thế này. Đây cả nhà xem, cái này rất là nhiều mộ nha cả nhà. Chỉ riêng khu vực An Giang chúng ta mới thấy được cái hình ảnh này nha cả nhà. Vì những nơi khác thì không có núi, rồi không có những cái nghĩa trang nào ở dưới chân núi như thế này. Chỉ có khu vực An Giang, đặc biệt là khu vực núi Sam. Khi mà đi vòng quanh núi Sam thì cả nhà có thể quan sát kỹ và cả nhà sẽ thấy toàn bộ ở dưới chân núi là những nơi được chôn cất rất là nhiều. Giống như một cái nghĩa địa lớn vậy đó cả nhà xem. Rất là nhiều luôn. Mà người cô sống ở đây chỉ có một mình thôi cả nhà. Bây giờ mình sẽ vào trong mình trò chuyện với cô nha cả nhà. Cô ơi cô. Cô ơi.
Cô đi lại được không? Đi chút chút. Dạ. Đi có gậy trống mới được. Dạ. Không té. Dạ. Dạ. Ôi sớm giờ cô ăn gì chưa? Dạ ăn cơm rồi. Dạ. Dạ. Cô tự nấu cơm luôn hả? Tại mình có cái lò cơm điện đó. Dạ. Chàng ơi con tưởng đâu cô ở trên này mà nấu bếp củi nữa là đốt nhà. Dạ. Đốt nhà chết luôn đó. Dạ. Cô tên gì cô nhỉ? Dạ tên Hiền. Người tên Quỳnh Thị Hiền. Dạ cô Hiền. Dạ. Cô Hiền năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ Hiền? Năm nay nó bước tới gần 71 rồi cậu. Dạ. Năm tuổi ngọ đó. Dạ. Gần 71 rồi. Lúc sớm đi ở dưới miếu bà chú xứ có nghe bà con cô bán chị chia sẻ hoàn cảnh của cô đây nên dạ. Anh em tới thăm cô. Dạ cảm ơn mấy cậu. Dạ. Ở đây chứ nhiều khi cũng vắng vẻ cũng buồn lắm. Muốn cũng muốn có người tới lui cũng vui. Mà nhiều khi buổi chiều xuống là đóng cửa rồi là không có ai hết trơn á. Buồn thiêu hả? Dạ. Dạ. Cô. Dạ. Hôm nay có chị gái này cũng mới đi miếu bà chú xứ nè. Cô cũng đẹp dễ thương quá. Dạ. Nghe chia sẻ hoàn cảnh của cô thì chị cũng muốn qua thăm cô. Dạ. Dạ. Cô. Cô dễ thương quá à. Dạ. Hôm nay cô sao rồi cô? Dạ. Hôm nay cô khỏe chưa? Hôm nay khỏe thì nó không khỏe. Có bữa nó còn thuốc uống á, thì nó bớt. Còn hết thuốc á, thì nó mệt lắm. Cái tay vậy nè. Cô biết không? Nó run dữ dằn luôn. Nhiều khi muốn đi xuống dưới mà đi không được. Đi lết lết xuống dưới. Nó... mình chổi mà hai cái giò nó chịu không nổi cái nó té. Nhiều khi nhờ con cháu hơi sớm đó, nó có qua tới qua lui thì mượn nó cái này cái kia được. Cậu biết làm sao không? Cái tôi đi bán gì đó mà mướn nhà thì mình không có đủ tiền. Cái tôi đi làm mướn cho người ta. Làm mướn tháng cũng được 2 triệu mấy á. Cái từ từ tôi mới góp cái tiền đó đó. Tôi mua toan mua đồ này kia nặng thiết đồ đó tôi cắt. Nhờ cái cậu đó đó. Cậu ở dưới này kêu bằng cậu hai, ông hai mà thuốc nam á. Cái ông thấy vậy cái ông mới nói với mấy cái ông ở bên mà Tân Châu bên Hòa Hảo nè. Mấy ông đạo đó, ông mới tiếp cho mình cất là cũng được mười mấy năm, gần 20 năm rồi đó con. Nói, ở bây giờ trời ơi mối kìa con dòm con thấy không? Mối nó ăn cục cục vậy nè. Trời ơi sợ quá ngày nó sập cái nhà xuống bỏ mẹ luôn, không biết đi đâu nữa. Con muốn cần biết được cái đời tư của cô không? Ok, hơi có con khóc theo luôn á. Ừ. Hồi đó đó, cô còn nhỏ, không có được học hành như người ta đâu, đâu có tiền. Cái xong cái ba cô á, ổng hồi đó ổng đi làm hồ nha. Cái ổng mới kiếm tiền về cho học, gọi là con biết cái học cái vườn làng đó. Đâu có cặp, có sách như bây giờ. Cái có cái túi mà đang điểm đó con biết ha. Bỏ vô đó như túi sách vậy á, có cô mới sách đi. Đi học. Cái ba cô thì ổng nói ngay tội nghiệp ổng lắm. Ổng làm hồ vất vả lắm. Cái thời gian cô đi bắt ốc hái rau, có lúc đó cô chưa có đi làm mướn nghe. Rồi sau này cô mới đi làm thuê, làm mướn cho người ta đặng tiếp chút đỉnh ở trong gia đình. Chứ nhờ có thằng em trai nó cũng đỡ, mà nó bây giờ nó cũng chết rồi. Nó bệnh tiểu đường đó con biết ha, nó chết rồi. Nó cưa cái giò vậy nè, cái nó đâu còn sống được. Cái lúc đó đó mới có cái bà em dâu là vợ nó đó.
bắt đầu cái nó kiếm chuyện, nó đâu có cho cô ở trong nhà, nó đuổi cô đi. Cái cô mới đi, đi từ đó tới sau cô đi cô sanh sống vậy. Cái tới ba cô chết, tới mẹ cô chết, rồi tới thằng em trai nó cũng chết. Cái là cô sống cô đơn có mình nên nè. Cái cuộc đời cô á, lận đận lắm. Đau yếu mình ên thì phải chịu, chứ có ai đâu mà tiếp mà giúp đỡ cho mình đâu. Từ đó tới sau cô mới đi tha phương cầu thực á, đi làm thuê nè, đi làm mướn cho người ta. Làm á, người ta sai cái gì mình bằng cái nấy. Tặng kiếm cái đồng tiền để mình sống. Rồi cho tới cái ngày á, hôm đó cô mới gặp cái cậu hai đó đó. Cô mới than thở, cô nói với cái cô mà bán bánh mì hồi đó lâu rồi nha. Cũng nói trước, của mười mấy năm về trước nha. Cái mới than thở, nói trời ơi lúc này cô sống mà nha. Mướn nhà về hoài ghét, chắc không có tiền, không đủ tiền trả cho người ta. Rồi nói cái hoàn cảnh của cô vậy á, mới xin người ta tiền á, mua ton, mua thiết, mua đồ này kia nọ. Rồi cái mình mới đi làm mướn thêm, đặng kiếm tiền, đặng đắp vô trong cái này nè. Có bao nhiêu là đắp mẹ nó hết rồi. Đó, cái khoảng một thời gian cũng hơi lâu. Kỳ đó đó, tự nhiên á, tối đêm đó tôi cô nằm cô ngủ. Để sáng bước dậy ra mất mẹ hai cái đầu gối này luôn mất tiêu. Nó bị mà cái gì? Bị đau mất cảm giác hả cô? Dạ. Đó. Luôn cái tay này nè, cái tự nhiên nó tê phân nửa vậy nè con. Nó xuống tới cái giò cô á. Một bên thì nó còn có cảm giác, một bên hình như nó tê dữ lắm luôn. Là bên đây nè, đó. Cái tay đó là nó tê, còn tay này nó đỡ, nó không bớt tê. Sao nó lạnh hết vậy trời? Thì đó, nó luôn luôn lúc nào cũng vậy trơn con, nó lạnh đó. Giống như là mấy cái người không có còn ấy đó. Lạnh hết luôn á. Nó lạnh dữ lắm luôn á, dạ. Con không biết cô nó như biết nước đá. Không biết lạnh luôn á, con biết nó làm như là nó dí ngang nha, nửa cái đầu dây thần kinh của cô có kỳ mà cô té cô bị đập cái đầu bịch hoài đó. Nó làm như nó bên đây nè, nó mất cái cảm giác bên đây á. Bên đây thì còn hiểu mà sao ngộ người ta không biết tại sao vậy, cô không hiểu nữa đó. Bên đó thì nó tỉnh queo, nó nhắc nhéo gì nó cũng không có biết đau á, nó không biết đau. Còn bên này á thì nó đau thấy mẹ. Giống như là bị liệt nửa người. Đó nói vậy đó. Nhưng mà cô vẫn còn cử động được. Nè, nó còn đỡ ráng á, còn ráng mà ngồi vậy nè, nó ngoe ngoe được vậy đó nhờ uống ba cái thuốc đó. Khương Thảo Đan mà con biết ha, một hũ tới 165.000 một hũ đâu con biết rồi. Mà cô uống từ hôm đó tới nay á, thấy nó đỡ đỡ thành thử ra cái tay cô lúc này dở lên được nè. Còn bên đây cũng, bên đây á thì nó hoạt động mạnh vậy thôi á. Bên đây thì nóng bình thường. Ừ. Bên đây nó lạnh mà nó làm cái kiểu như là mình bị cái gì mà giống như là tai biến nè, cái này tai biến. Tai biến. Ừ. Rồi nó xây qua như vậy, cái nó cứ, bởi người ta đâu có biết. Cái giò cô á, con gờ thử coi. Nó lạnh ngắt luôn đó, thấy không? Con không có nói gạt đâu. Nó không còn sống nữa. Ừ, y hệt như người đã chết từ lâu vậy đó. Còn ở bên này á, thì nó bình thường. Ở bên này con rờ coi, nó hai cái, nó bởi cái hai thế giới nó khác nhau. Bởi đâu có ai biết. Còn bên đây thì nó kể như là nó bị như vậy đó, đâu có ai hiểu. Cô sống cũng như là cái mình mà hai thế hệ đó.
cô, hai con người. Chính cô còn cảm nhận được là cô sống với một cái thi thể của, trên cơ thể của cô là hai người. Hai người đó, chứ không phải. Còn sống, một bên, không, một còn bên sống. Nó không có còn sống nữa. Đi gán gượng đi cũng như là cái hồn ma vậy đó. Nói thiệt với con. Rồi xong cái thời gian đó, cô mới về ở đây nè. Rồi cái cô mới đi bán vé số đó. Nhờ bà con, cô bác người ta ủng hộ mình. Mua mình để quý kiếm có đồng lời. Mà con biết không? 100 tờ giấy số đó, cô chỉ lời có 80 ngàn thôi. Ừ, 100 tờ lời có 80 à, chứ không có nhiều đâu. Rồi cái thời gian nó như vậy nè. Cái đêm hôm đó đó, cô cũng vẫn còn đi xuống đi lên được. Cái tới chừng cô chợt á, cô té một cái rồi nói thiệt với con, nó muốn bại cái đùi á, nó hở xương sống đó. Bây giờ cô chụp cái hình mà bác sĩ mà người ta cái chụp cái hình xương sống cô á, còn để trong đây nè. Nó... Nhưng mà rồi, cô ăn ngủ được không? Có bữa thì nằm ngủ đỡ đỡ, có bữa nguyên sáng đêm á. Làm như là cô, như con người hai thế hệ, cô nó nói với con vậy đó. Y hệt như người âm và người dương vậy á. Tối á, ban đêm á, nhiều khi ngủ được, nhiều khi nó ngủ không được. Trời ơi, nó bắt đầu lết ra, lết vô, lết ra, lết vô, mà cô không biết lết làm sao. Rồi xuống với cái giường á, bò ra đó, cái giường đó người ta thấy vậy, người ta cho cô đó. Tội nghiệp đó, ông chủ ở ngoài tuốt ở ngoài lò cầu lò heo ngoài. Ông thấy gì ông cho cái giường á, đang nằm, mỗi lần nằm sát rạc dưới này nè. Con rít con kiến nó bò lên nó cắn muốn chết luôn. Mà con người của cô không bao giờ ai hiểu được. Người ta tưởng đâu cô đi cái bước bình thường, chứ sự thật ra cái thế hệ của cô đi một mà thành hai mà không ai hiểu. Một bên thì nó chết rồi, một bên thì nó còn sống. Hồi nào tới giờ cô chưa từng thấy cái cảnh mà cái kiểu như vậy. Người ta bị tai biến, người ta liệt một, cái người ta nằm chỗ, hai cái người ta bò, hay người ta làm sao đó không biết. Còn cô á, hình như là hai cái thế hệ kỳ khôi lắm con ơi. Nói thiệt nha. Không phải, không biết cô ở gần mồ mả mà cô có bị ai làm cô cái gì không. Nhưng mà mấy bữa nay cô có thấy hình bóng nào mà về tìm cô hay là thấy gì không cô? Cô thấy trên này nè. Nhưng mà cái bóng này á, mình người ta đi chứ mình chỉ thấy cái bóng thôi chứ mình không có thấy người. Chó nó sủa cô mới bò ra ngoài này nè. Cô mới ngồi, cô ghét, cô hết sợ rồi. Làm như mình nó thành vừa người vừa ma, mình đâu còn sợ nữa. Cái cô bò ra đây nè, cô dòm là thấy tên cái cửa, cái đường, cái chỗ, cái mã đó nè. Đi xuống ngang một bóng người. Chó nó sủa quá trời, cô nghĩ là người ta không mà. Cô mới ngồi hoài, cô sợ. Mà cô ngồi hoài, cô dòm tới dòm lui. Nó lạng tới lạng lui, cô qua cái chùm tre đó, không biết nó đâu mất tiêu luôn. Nam hay nữ cô? Hả? Cái bóng thì thấy cái tóc dài xuống vậy nè. Chắc nữ chứ không phải nam đâu. Nam thì tóc ngắn mà cái người con gái này tóc dài. Rồi con biết không? Hồi đó đó, ở đây nè, cái lúc mà con mới vừa xuống mà hồi lúc mà ở trên đường nhà cô có chển á, cái cô xuống dưới này cô đi chơi. Lúc đó chưa về ở dưới này đâu. Cái cô đi, cô thấy một cặp rắn bự dữ lắm cho con hay. Cô nghĩ là cô Thanh với cô Bạch, nói là Thanh xà, Bạch xà đó, con hiểu không? Nó có cái mầm vậy nè, đỏ tươi hà cho con hay. Trời mà ông trời, ông trăng, mà trăng tròn luôn đó. Mà cô sợ chết mẹ, mà cô cũng gán đứng ngóng lên mà dòm trời đất quỷ thần ơi. Chắc nó lại nó nuốt cô, chắc cô cũng đính thinh cho nuốt mẹ luôn cho rồi chứ sao giờ. Nó bò, con biết cái cỏ đó ha, mà nó liệt cái cỏ luôn á cho con hay. Nó quá trời quá đất rồi. Rồi cái mà cách á, một đêm trăng tròn như vậy đó ha, là hãy cách á, tới một tháng trăng tròn thấy một cặp đó hoài à. Mà mấy lần như vậy đó.
Nó có cái mộng đây, nó đi nữa, nó thổi sáo nữa trời. Ui. Nó đi nó hút gió đó, nó thổi sáo nữa. Là sao cô? Không biết nữa. Bởi vì thành thử ra đừng có ai mà thổi sáo nha. Thổi bằng đêm hút gió đó, tôi gọi hút gió là gặp nó hả? Đó. Cái nó đó, nó khoái cái nó đó. Hút gió là nó không có chịu. Nó gặp là nó bò ra đó. Lúc đó cô nghe âm thanh nó là sao á cô? Nó hút cái gió mà nghe lộng lẫy lắm con ơi. Cái âm thanh mà nó nghe mình không phải nói, không hiểu nói làm sao. Cái tiếng trong trẻo mà nó không phải nó hú nha. Cái này nó hút gió. Trời ơi cô ngóng gán mà ngóng cái đầu vậy mà nó rung là bạch 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 vậy mà cũng gán coi cho bằng được. Tại mình thấy cái hiện tượng nó lạ lùng. Mình mới đâu có biết. Mình giờ mình thấy mình khoái quá trời, vừa khoái mà vừa sợ chết mẹ. Cái con mới nói vậy nè. Trời ơi lẽ thanh xà bạch xà nó hiện hình thế chàng. Tại lúc hồi đó ở bên chùa hang đó, con biết không, cái cô Thanh cô Bạch đó, cái hai người đó là cái kể về vậy, chuyện bên bà chúa, bên bà thợ bển đó. Cái xong cái cô nói trời ơi chẳng lẽ cái hai cặp này một cặp này là bò bên đây chắc đi về bển, mà mỗi một lần mùa trăng đó là gặp một lần cho con hay. Mà đúng cái ngày trăng tròn thiệt là tròn, là gọi là cái ngày 15 mà cô thấy cái hiện tượng nó kỳ cục như vậy á. Mà cô gặp 2-3 lần. Vậy là cô gặp một con màu xanh, một con màu trắng luôn hả cô? Màu xanh trắng gì, mình tối bằng đêm á, mình thấy nó chớp cá rồi mình không có dòm cho kỹ nữa. Chứ còn bà cô thì hiển hiện cô cứ tưởng tượng cô Thanh với cô Bạch không. Nhưng mà cô thấy rõ hai con luôn. Hai con một cặp vậy nè. Nó đi song với nhau lên gì hay sao cô? Nó bò song song lên vậy nè. Mà nó có cái mồng bên đây như mồng con gà vậy á. Mà cô thấy rõ mồng con gà luôn. Giống như mồng gà luôn. Đó, nó có cái mồng bên này nè. Mà nó ba lớn cô thấy cái mình nó ba lớn. Nó bự hơn cái đùi của cô nữa. Đây nè, nó bay lớn nè. Nó con nghĩ mà coi, một cặp bay lớn nè. Hiện hữu không? Cũng bằng cây chuối luôn rồi. Đi đó đó, nó bay lớn nè. Chắc có lẽ là nó lâu năm lắm rồi. Cái lúc đó là chùa trên đây chưa cất đó con. Là cô thấy từ cái đường chùa đó là nó bỏ, nó lạng qua đây. Cái cô ngồi cô suy nghĩ. Cô nói trời, chẳng lẽ cô Thanh, cô Bạch có hiện hình bây giờ nguyên còn hai con rắn vậy trời. Mà đưa con bò qua đó. Mà con nào cũng có mộng hết đó cô. Ừ. Cái mộng như con gà mái với con gà trống vậy đó. Nhưng mà con nào cũng có mộng, nó có mộng như con đó vậy á. Vậy là cô nhìn kỹ lắm ha, mà cô thấy như vậy là mấy trăng sáng lắm. Ba lần mà cái ngày rằm, tại vì cái đó mình vô tình thôi. Ở kỳ đó đó mình đâu có biết. Mình mới ra mình thấy ủa sao mà cỏ, lúc đó cỏ nó mọc cao cao lên vậy nè. Mà cái gì ở đâu mà nghe hút gió mà sao tự nhiên nó rạp, cái cỏ bò tới đâu rạp tới đó. Cái cô nói ngay cô cũng liếng khỉ lắm. Cái cô mới dòm cho kỹ, tôi nói trời ơi quỷ thần ơi, chẳng lẽ mà xỉu té xuống cái đùi mà chết luôn. Cô sợ đến đổi vậy, nhưng mà cái lòng hiếu kỳ của mình muốn thấy nó để coi nó như thế nào. Thấy một cặp, hai người bò quanh đó, mất tiêu. Ồ, vậy là từ hướng bên đây. Từ hướng cái chùa bên đó đó. Từ hướng bên chùa. Ừ, cái đó là có cái đất. Bên phải. Ừ. Ừ. Với con biết cái hồi mà lúc mà mình mới tiếp thu được đâu 1976, 78, 79. Mấy người khách người ta đi viếng chùa Am nè. Cái cô đó mặc nguyên bộ đồ đen. Cô té cô chết ngay chân cái chỗ cái hồ ở bển đó, cái đường hầm ở bển đó, người ta kêu gọi là hầm chì đó. Đó đường bên đó. Cái bữa hôm đó cái cậu đó, cậu ông ở kế bên nhà bây giờ thì cũng về bển hết rồi. Cậu làm hồ mà thiếu nợ nhiều quá đi. Cái cậu đi ngang cái nhà
con mới ngồi con có chơi mà con buồn lắm. Hỏi ủa sao bữa nay con buồn dữ vậy? Nó nói cô Tư ơi, con chắc chết quá, hỏi làm gì chết. Con thiếu nợ người ta bây giờ không biết tiền đâu mà trả. Cái nó nói chuyện xong cái lúc đó nó mới đi về, nó buồn nó về tới cái hầm bên đó, nó ngồi bên đó. Thì cái cô đó đó, cô theo luôn tới nhà nó luôn. Cái đêm hôm đó nó dở cái mùng của thằng đó, nó chung vô, nó ôm thằng đó. Nó nói như vậy, em thấy anh em thương quá mà. Mẹ ơi. Nó nói vậy đó, bây giờ anh muốn mong ước cái điều gì? Nói à, cái hồn cái thằng đó với con nhỏ đứa ngồi nói chuyện, sáng ra nó nói chuyện, cô tưởng đâu nó nói dốc không à. Tại vì kỳ sau á, cô mới đi ra tới cái hầm đó, cô thấy cái bóng đen rõ ràng, tóc dài xuống đây nè con, mặc nguyên bộ đồ đen á, cô mới biết là nó nói thiệt. Cái xong á, cái nó cho số thằng nhỏ, trời ơi trúng. Cái thằng nhỏ cũng tham, trúng lần đầu thôi được rồi, đặng đi trả nợ đi người ta, trả nợ lần này kia đủ rồi. Không, tới lần thứ hai, đòi hỏi lần thứ hai, kỳ sau con nhỏ nó chung vô mùng, mặt mày con nhỏ máu me không, nó bị đánh cái đầu tóc nó xả xuống gì nè, nó bị đánh máu me không á. Nó nói cái đó là cô nói bằng sự thật nha. Nói chứ, thôi anh ơi anh đừng có xin số nữa. Bây giờ á, bây giờ anh thấy không, nó dở lên gì đâu, tôi nó máu me tùm lum. Bây giờ đầu cổ mặt mày em gì bị người ta đánh quá trời luôn, cái người âm đánh đó. Mà nó nói á, cô không tin thiệt nha. Cái bữa hôm đó đó, cái cô mới buồn cái trời chăng sáng chăng như vậy nè. Cô mới đi cà rảo lúc đó mà chân cẳng của mình nó còn đi được. Thôi ra, ngay chỗ con nhỏ mà té xuống ngay chân cái nằm ở bên dốc núi mà rớt xuống đó. Ngay chân cái chỗ rớt đó không cô? Ừ. Cái tự nhiên á, cô thấy một cục đen thui hả? Cô đâu có biết ai đâu. Cô cũng ngồi đó, cô dòm. Tới chừng ha, nó đứng vậy, cái đầu tóc nó xả xuống vậy, cái ủa, sao cái hình dạng này, nhớ giống hồi kỳ đó, bộ đội hầm chì, thiêu cô này, mà bây giờ sao cái màu áo gì, sao giống, lúc đó bộ đội hầm chì còn đóng ở đây, mấy ông còn thấy nữa đó, cho con hay, rớt xuống một cái, phải chi mấy ông còn, mấy còn qua hỏi mấy ông nghe tận tường còn hay nữa, cái mấy ông mới dòm thấy, mấy ông mới nói, ủa, ai vậy trời? Hỏi bây giờ kêu thân nhân đâu có biết, đâu có giấy tờ gì đâu có biết cô ở chỗ nào. Mới mấy ổng cái lòng từ thiện á, mới xin mà củi á, đem qua thiêu cổ tại chân cái hầm chì đó luôn. Rồi cái thời gian đó, cái con biết làm sao, là cổ đâu có đi đầu thai được. Cô ở hoài cái chỗ đó. Thì cái hôm đó đó, cái thằng ông nội này nè, nó thiếu nợ người ta. Rồi nó buồn rầu, nó qua cô, nó chơi cô, nó than thở, cô nghe vậy đó. Rồi nó xây qua tuốt cái bển, nó gặp cái cô đó tối là nó về chung vô mùng ngủ liền. Nó nói với cái thằng đồ nhỏ, nó nói, trời ơi sao em nghĩ em thấy em thương anh quá à. Nó còn nói như vậy nữa. Không, em hứa em giúp đỡ cho anh. Thằng ông nội đó, thôi được một lần thì thôi đi, quất cho hai lần. Trời ơi, biết cái lần thứ hai đó, con nhỏ bị đầu cổ máu me không, bị đánh á. Bây giờ mấy cái người âm nó đánh, đầu cổ xuống tôi nó bùm xùm máu me không kế một. Cô ơi, mà lần đó cô gặp cái cô gái đó, cô có giao tiếp được với cô đó không? Cái giao tiếp á là cô không có giao tiếp được. Nhưng mà có đi tới, mình đi tới cái là cổ mất tiêu. Cô ghen vậy luôn hả? Ừ, cô tưởng đâu người ta. Cái ý của cô tưởng người ta. Cô mới đi tới. Cô mới đi tới cái cô vừa mất tiêu là cô sực nhớ tới, cô nói chết mẹ. Cái cô gái té ở chỗ đó, chết rồi. Là cô nói là cô đó đó, cô hiện hình lên.
Có cho cô thấy mặt luôn không cô? Hay là chỉ xả tóc sụp sụp thôi? Cái tối bằng đêm làm sao con thấy gương mặt người ta đều đủ được. Có hai bên này nè, tóc xả xuống vậy nè. Ngồi mà nghe cổ khóc mà mình không biết cái vụ gì. Nghe khóc luôn? Ừ, nghe cổ ngồi cổ khóc. Mà mình cũng ngồi đó để mình nghe. Ai ngờ đâu, trời đất quỷ thần ơi, bước tới nữa gặp mình cái cổ biết nó mất tiêu. Nó khóc hụ 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 hay sao cô? Không, ngồi lên. Cũng người ta rên rỉ vậy đó. Không biết cái chuyện oan ức gì của người ta, mình không có biết. Cái tự nhiên người ta khóc. Vậy là nó nhát cô rồi. Thì đó, nó nhát cô đó, nó mới vậy đó. Mà cô, cái tâm linh cô không có sợ. Phải cô sợ cô chết tại chỗ đó luôn à. Cô thấy là cô chết luôn rồi. Dạ cô, nãy cô đang kể cho cô nghe về hai con rắn mà nó có cái mồng mà nó bự, thiệt bự như thế này. Cô có thể đoán được là một con đực và một con cái mà nó đang đi song song với nhau như thế này. Mà lúc mà cô thấy nó đó, cái cô gán cô đứng đợi cô nhìn. Nhưng mà cô có để ý là nó có phát hiện thấy cô không? Không. Cái phát hiện là nó không có. Cũng như nó bò ngay gần cái cột, đằng cái cột đó đó. Mà cô thì ngồi ở đằng đây, núp lùm đằng đây nè. Cái dòm thấy mà không biết thằng đực hay thằng cái. Nhưng nó có hai cái mồng. Hai cái mồng nhỏ. Người ta thường nói cái câu á, nếu nó là con trai á, thì cái mồng nó bự như con gà trống vậy. Còn đằng này á, cái mồng nó không có bự, mà một cặp rắn này á, nó ngộ lắm. Nó màu gì, cô thấy cái màu cũng như xám xám vậy đó nha. Mà nó có cái mồng nhỏ nhỏ như con gà mái vậy á. Chứ không phải là cô nghĩ nó chắc bạn bè gì đó. Chứ không phải là vợ chồng đâu. Ồ, nhưng mà nó đi một cặp với nhau. Nó đi một cặp. Mà cô gặp như vậy là ba lần. Ba lần rồi gặp nó. Mà mỗi lần đều là phải ngay cái giờ sáng trăng, giờ đêm. Cái giờ là giờ gầm á nghe, gầm á. À, mấy cái ban đêm mà trăng tròn, trăng sáng vậy nè. Thì mới thấy cái cặp đó. Từ lúc mà mấy người đó người ta cất nhà, cất chùa tới giờ đó, hình như không có thấy nữa con ơi. Lâu rồi nó. Một cặp rắn có mồng. Ừ. Nhưng mà đi từ hướng bên chùa này. Đó, hướng bên chùa bên đó là lạng qua bên đây nè. Mà lần nào cũng vậy hay sao cô? Lần nào cô gặp là cũng vậy hả? Ừ, không biết hai người đó về đây hồi nào. Mà hãy chờ tới chừng cô gặp là hai người đó từ bên đây là bò qua bên đó. Từ bên đây là bò qua bên đó. Đó. Là mấy lần vậy, ba lần như vậy. Nhưng mà vừa đi là vừa quýt sáo hay sao cô? Nó hút gió đó. Hút gió. Dạ. Cũng như mình hút gió. Cũng như thằng nhóc này mà nó hút gió đó. Nghe đó. Đó, hút gió như vậy đó. Là nó hút gió y chang như người ta vậy. Ủa, cái âm thanh mà thêm mà trăng sáng nữa là nó du dương lắm theo cô ha? Đúng rồi. Nó huyền bí mà nó âm u, nó huyền bí ghê lắm. Nói thiệt với cô. Ghê. Ừ. Nó ảo dữ dằn. Mà có khi nào cô nhìn rõ nó là con thiệt hay là nó là cái con hình bóng không cô? Không. Con thiệt tình luôn. Cái đó là cô thấy con rõ ràng, con bự. Nhiều khi á, con hỏi cái cậu ở dưới này coi. Cậu cũng có gặp đó. Ông nội đó cũng bự dữ dằn luôn. Trời hết hồn luôn. Ừ. Bởi vì cô mới nói. Còn bây giờ thì còn gặp mấy cái con rắn nhỏ 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 mà xanh lè hả? Mà sao cô đứng cô nhìn mà nó không có quay lại nhìn cô hay sao? Không, cô? Nó đương bò như vậy, cô ngồi đứng im ru mà nó muốn run muốn chết. Má đương run mà đứng im ru còn không dám lúc lắc, không dám hú hí, sợ nó quay đầu nó ngó mình cái chắc mình chết ngắt. Nhưng mà đằng này ơi. Mà khoái tại vì con người của mình nó có cái thứ mà khoái hai tò mò tập mạch. Ừ, gặp cũng vậy. Y chang như ở bên cái chùa bên đó đó. Rồi cái lúc đó đó hen, bóng mấy cô chàng mà về múa ở sau hè chùa Tây An mình nè. Ừ. Thì là mỗi lần mà đi là nó ngóc lên cao lên gì xong rồi là cỏ gạp xuống hết trơn. Cái đầu nó không có cao quá. Mà nó lạng gì á, nó đưa cái mỏ nó trường gì, cô nói chuyện khó nói quá. À, cái mỏ nó đều đều, nó trường, nó làm vậy đó.
cô còn thấy rõ ràng nó bò, nó lạng gì nè. Nó đẹp lắm luôn á cô. Cái đó mình đâu biết không, phải mấy cái câu mà của anh ta có chụp hình, chụp lại mấy cái đó là trời ơi, hấp dẫn lắm. Giờ mình thấy mà cô thấy nó mà cô vừa sợ vừa run, mà lại vừa hiếu kỳ mà vừa muốn dòm cho thấy cho biết. Ai nói cái gì cô cũng tới hết đó. Con nghe con kể mà con ước được xem. Không, cái đó rõ ràng là cô còn thích mà. Mình cứ tánh tại tánh mình hiếu kỳ quá rồi mình thích. Mà cô được xem tới 3 lần luôn. Có duyên cơ. Ở dưới á, đi lên mà nhầm ngay cái giờ sáng trăng á, con đi mới được có đèn pin đèn bọng gì, lúc đó nhà cô còn ở trển á. Cái cô mới đi lên, đi đường tắt lên. Trời đất ơi, cái mới ngồi ngay chân cái chỗ cái cửa đằng kia kìa. Nó có cái cổng á, cô mới ngồi mà mệt quá trời đi ngồi nghỉ. Nghe rào mà không biết cái vụ gì. Trời ơi, bà cái đèn pin giờ thấy quảng hồn dục mẹ, đèn pin rớt xuống không hay luôn. Mà trăng á, sáng mình thấy mình sợ, con thấy con cũng sợ, đừng nói chi cô. Nhưng mà cái tánh hiếu kỳ con cũng ráng mà con bậm gan, con ngồi con dòm cho con biết. Chứ còn á, thấy nó rồi hồn vía muôn bật ngửa mẹ lên trời hết trơn. Nó bự, con bay lớn gì nào còn hơn con trăng á. Con suy nghĩ chắc nếu nó ngóc cái đầu lên là nó cao dữ lắm đó. Mà đằng này không có, nó vậy nè. Hai người đó cứ lạng bò vậy nè. Mà hễ lần nào cũng vậy nha. Mà sao cô về tới đây mà đúng cái ngày rằm đó, là bắt đầu ngày rằm cúng bà thợ đó. Ừ, cái đó là nha, cô còn nhớ. Mà ngay cái ngày rằm mà cúng bà thợ là thấy một cặp rắn đó bò qua. Bà thợ là ai cô? Bà thợ bên chùa hang đó. Bà thợ bên chùa hang. Là ngay cái cặp rắn này về là ngay cái đợt ngay lúc ngay rằm luôn. Ngay cái đêm cắm cúng bà thợ luôn. Ngay cái đêm cúng mà lần nào cũng vậy hết trơn á. Cô mới ủa sao kỳ vậy trời. Lần nào cũng gặp thằng ông nội này hết trơn, nó làm cho mình nghe hồn vía bất phân thắng bại mà bất chết bất sống, mà tại sao còn gặp nó nữa vậy? Mà lần sau cô gặp là khoảng mấy giờ nữa? Cũng ngay chân cái giờ mà bằng đêm đó. Bằng đêm tối cũng cỡ khoảng là 10 giờ, 9, 10 giờ á, là giờ đó đó. Mà con biết không, lúc này á, người ta còn cất cái mà nhà mồ này kia nọ, lúc đó không có đâu. Nguyên cái mã lạng gì, cỏ và cao gì nè. Trời ơi, nó bò, nó lạng đâu nó lạng. Mà xuống 3 lần, mà gặp 3 lần, mà kỳ đó là cúng bà thợ bên bển. Tại vì cô xuống rủ mấy nhỏ bạn đi chơi, đi qua bên bà thợ chùa hang bến, vừa đi cúng mà đi chơi bến. Cái lúc mà cô về đó là cô gặp nó bò qua bến, lần nào cũng vậy hết. Cái cô mới giật mình, cô mới nói ủa sao mà này mà kỳ lạ quá ta. Mà hồi đó không biết kể cho ai nghe bây giờ. Sau khi cô gặp như vậy thì cô có gặp mà ví dụ như là may mắn hay là gặp cái điều gì lạ nữa không? Không, có lần lâu rồi, cái lúc mà cái sau hè chùa này nè, chưa có cái bức tường đó, ở ngoài sau hè đó nó có cây đào lộn hộp. Tối á, cũng như cái ngày mà mình vía bà xong đó, rồi người ta cúng, rồi người ta mấy cô đồng cô lên cô múa ở sau cái miễu đó, con biết không? Rồi mấy bả đi tiểu tiện, gặp mấy bà ma, mấy bả mời toàn là đồ ngon không à. Bánh ú, bánh tét, trời ơi, bánh gì cũng ngon, quất cho một họng cát luôn. À, giờ mấy cô đi cúng, mấy cô đi tiểu tiện là ngồi dưới gốc cây đào cổ đó. Đó. Thì khi mà ra ngoài đó ngồi là bị... Cái đó cát không đó, cho con hay. Bị ăn hả? Ừ, cho ăn bánh. Bánh cát không, đâu có biết. Tới chừng á nha, mà tới sáng vậy nè, ra thấy mất bả. Người ta mới khoa hết hồn, người ta sợ bả té rồi bả chết ở đâu đó. Mới đi kiếm, cái dẫn cái con chó mực á, theo kiếm thấy bả nằm ngay chân cái gốc cây đào á. Mà người ta đi qua đi lại bao nhiêu lần không gặp bả. Mà đem con chó mực theo thì gặp bả.
làm như nó kỳ con chó vậy á. Mà con chó mực nghe, cái con chó khác là kể như nó không có sợ đâu à. Rồi bà đó kể lại là được ăn bánh hết cô. Rồi cái bà nè, kêu bằng đủ thứ hết trơn á, làm cho bà tỉnh dậy rồi đàng hoàng á, con biết không, hỏi bà mới biết chứ. Tôi nói, ủa cái nguyên nhân làm sao mà tự nhiên bà đi ra ngoài đó mà mất tích. Cái bà mới nói, chàng ơi, huynh đệ đông lắm, nói vậy đó. Nói huynh đệ đông quá, mà hiếu khách, đi xuống đưa người ta gặp cái đèn đuốc dưới sáng ngời, mời bánh cho ăn. Móc cái họng cát bả ra một họng, trời đất ơi, ăn cát không mà là ngon lắm. Cô nghĩ cô mắc cười, cô nói chết rồi, bà bị cái con ma ngoại hàng chi nó bắt bà rồi, nó giấu luôn mẹ nó phức cho rồi. Mà sao cô biết ở đó có con ma bắt giấu? Cô có gặp bao giờ không? Trời đất ơi, cô đi tới đi lui, cô đi trước nó đi sao mà cô không biết nó. Ghê vậy? Ừ. Nó hù cô luôn hả? Trời ơi, nó nhát mình luôn. Con thấy ma lần nào cũng vậy. Nó ở trước của mình đó, là chỉ có cái bóng thôi nghe. Đứng sau lưng nó mới đúng là chánh hiệu là nó ở sau lưng mình đó. Tại vì cái con người của mình đó, nó khác con ma đó. Nó là cái hồn, còn mình là người. Nó đâu có dám đứng trước mặt mình, nhưng nó dạ cái bóng nó ra là mình thấy nó nhát mình. Tất nhiên thấy cái bóng á. Chứ còn á, cái sau lưng của mình là sự thật, nó đứng ở sau lưng á. Cô nói thiệt tình á, khi nào tụi con có gặp á, con làm thử con. Người ta nói nha, lấy cái quần đập ngược ra sao trúng nghe một cái bết đó. Trúng cái đầu mình sao? Trúng cái đầu của nó. Ừ á, nghe một cái bết đó là nó sợ cái đó. Thấy đằng trước không phải, cũng như mà gọi là cái bóng thôi. Ở sau lưng nó, ở sau lưng đó. Không, cô đó rồi, cô nói bằng sự thật nghe. Cô đang đi không có nói dốc con à. Đập hả cô? Ừ, bởi vậy quýnh một cái bịch là kể như là nó ở sau lưng á, quýnh ngược vậy nè. Nó ở sau lưng á, nó chạy trời khỏi nắng trúng nó một cái đùi. Đó, mình nghe một cái bịch rõ ràng. Còn cái dòm ngay trước mặt á là cũng như khoa học diễn tưởng vậy á trời. Là sao nó chá giả ra phía trước? Ừ, đúng đó. Nó như khoa học diễn tưởng vậy đó. Cô nghĩ gì đó mắc cười lắm. Nó nói, chàng ơi, mình á sao ở trước nó nhát mình ở trước mà sau lưng nó đứng ở ngoài sau. Nó đứng ở ngoài sau, nó nhát mình á, mà mình không hay. Thế mình bước chân mình đi một cái là nó đi thêm một cái. Thế mình bước mình chạy, nó chạy. Cô mà lần đó cô có quánh nó thử chưa? Trời ơi, cô sợ nó chứ quýnh nó gì không, cô biết. Ừ, cô có cởi ra rồi cô quýnh nó thử có nghe cái bịch gì không? Người ta thử cho mình chưa có, cô mắc cỡ lắm, cô không có chịu. Con thử. Cái cô đó đó người ta nói nó y chang vậy chứ mắc cỡ lắm không có chịu đâu. Cô Tư cho con hỏi, khi mà cô Tư ở trên ngôi nhà mình như thế này nè, bên cạnh rất là nhiều mồ mả, thế có bao giờ tối cô Tư nghe âm thanh hay là nghe tiếng bước chân đi rạo rạo xung quanh nhà mình không thưa? Cái bước chân rạo rạo trong nhà mình là không có. Dạ. Đó, cô ở đây nè, cô gian giái người ta dữ lắm. Đó, tôi cũng như là cái người khác mà tới đây nhờ ở đậu cái đất này. Dạ. Mấy cô, mấy cậu, mấy ông, mấy bà có linh thiêng á, thương tôi hộ độ cho tôi, chứ đừng có nhát tôi tội nghiệp. Người ta không có nhát mình con. Dạ. Ừ. Nhưng mà có nghe tiếng nói chuyện xì xào luôn. Nghe tiếng thì có nghe mà không thấy người. Nghe tiếng có mà không có thấy người đâu. Nghe tiếng xù xì luôn. Ừ. Nghe nhiều khi ở sau hè bên này, nhiều khi ở bên này. Nói chuyện như mà con dẫn người bạn bè lên là nói chuyện với nhau gì á. Mà cô nghe, cố ý cô cũng liếng khỉ. Cô cũng cố ý mà cô dòm hoài. Nếu mình dội đèn pin mình sợ người ta chạy mất, mình không dám. Mình rình mình nghe. Hỏi con á, cô liếng khỉ cỡ nào chưa? Đó. Tại vì cái tật của mình nó hiếu kỳ lắm con. Thấy cái gì mà mình không có thấy được á, mình tức dữ lắm.
cái cô ngồi cô nghe, cô không biết người ta nói, cũng như là cái tiếng sạc xào, cũng như là cái tiếng gió thổi di du qua lại. Rồi con người của mình á, nó cũng có cái sự mà kêu bằng hiếu kỳ của mình. À, giống như là cô có từng nghe người ta nói chuyện xì xào ở ngoài, nhưng mà không nghe rõ là người ta đang nói cái gì. Đó, đó đúng rồi. Dòm coi có người không? Một là ma, hai nữa là ăn trộm. Tôi sợ có nhiều đó đó. Ma cô không có sợ, mà cô sợ ăn trộm. Bước ra dòm tới dòm lui, nó trống vậy đó. Dòm tới dòm lui nhiều mà không có thấy ai. Mà bước vô nhà nghe tiếng xì xào, mà một người nam một người nữ. Nó tưởng ông ta dẫn bồ, một điên khùng sao mà dẫn bồ lên đây nói chuyện chứ. Con nghĩ coi, đây là mã mồ mà, phải không? Không khi đời nào đâu. Vậy là ở đây hồi xưa giờ cô Tư chỉ thấy mỗi cái bóng trắng đi xẹt qua cái lùm tre thôi hả cô Tư? Cô thấy vậy là tại vì cô nặng bóng vía. Chứ còn không hả, nó nhát cô ngay trước mặt luôn đó. Con biết không, có lần á, cô đi xuống trước, cô có bà bạn tốt ở khúc ở dưới này nè, bà mướn nhà. Mà bữa nào cũng vậy, bà đi bà bán nhang, còn cô đi bán giấy số. Cái bữa hôm đó đó, đi ngang qua, không ngờ đó con ma đó nó đi trước cô rồi. Nó mặc nguyên bộ đồ đen, cái tướng bự bự con như cô vậy nè, đi thoáng qua cái kêu xong chưa, đi bán với tôi nè, đi đi với tôi. Còn cái cô ở dưới á, bạn á, có tưởng đâu là mình, tưởng đâu là cô đó, cô kêu một hầu ghế, cái cô mới đi lịch bịch cô đi xuống. Cái cô nói trời đất ơi, nãy giờ làm gì trong đó rồi chưa, không đi. Ủa, tôi nhớ bà đi ngang bà kêu tôi rồi. Tôi nói nó bậy đi, tôi kêu hồi nào vậy cha. Nói bà mặc nguyên bộ đồ đen, rõ ràng bà đi, đi xuống đây nè, bà còn kêu tôi đi bán nữa. Tôi nói chết cha rồi, gặp bà đó nữa rồi. Là cái bà mà đi ra cái chùm tre này nè, đi leo lên chùm tre mất tiêu đó. Không biết từ cái khúc này hay là ở ngay cái chùm tre đó là mình không hiểu. Mà thấy từ đây đi đi lại ngay cái đó là mất tiêu. Đã vậy bà kia bà bị nhát mà bà còn không hay. Mà đằng này nếu người ta nhát ra là người ta hiện hình ra dễ sợ lắm. Mà đằng này không có. Mà bữa hôm đó con nhỏ nó bán đắt chứ. Nó xuống dưới nó bán được. Cái mắc cười. Cái cô mới đi gì à, nó mới kể cô nghe. Cha mẹ ơi, bữa hôm á, cái bà áo đen bà kêu tôi đi xuống bán, sao mà nó đắt quá bà ơi. Đó đó, vì vậy là người ta kéo qua khách cho bà bán đó. Đó, con thấy cái người đó họ linh không? Người ta không có làm hại mình, nhưng mà người ta cũng như thân thiện với mình vậy á. Nhưng mà con nói cô Tư nghe như thế này nha. Ừ. Mai này cô Tư có lỡ mà gặp người âm á, cô Tư đừng có nghe lời của bà con cô bác anh chị chia sẻ nha. Ừ. Đừng có cởi cái quần mà quánh ra đằng sau một cái lúc đó mà chỗ đó đông người là là mắc cỡ lắm trời ơi. Xong luôn. Ừ, là dạ. Tiêu luôn đó. Nhớ nha, đừng có cởi cái quần quánh ngược cho đằng sau là xong là, luôn. Là tiêu luôn đó. Dạ đúng rồi. Ừ. Lúc đó là nguy hiểm mà. Là lúc đó mất cái quần luôn. Mất mẹ cái quần luôn. Dạ. Dạ hôm nay đến đây thăm bà Tư qua lời chia sẻ của quý cô chú anh chị, đến tận nơi thấy chỗ bà Tư sống như thế này, thật sự bên em đây rất là thương bà Tư. Clip nó cũng đã khá là già rồi, nếu như quý cô chú anh chị yêu thích những câu chuyện tâm linh thì mình sẽ làm một cái clip riêng về những câu chuyện tâm linh ở vùng núi Sam, chùa bà chú xứ cho bà con cô bác anh chị cùng thưởng thức. Tại vì thời lượng cũng có hạn quý cô chú anh chị, đến đây thăm cô Tư thì con cũng có chút tấm lòng nhỏ nhỏ, cái này là của cá nhân con gửi tặng cho cô Tư. Nãy có mấy anh em đây có đi mua gạo dùm cho cô Tư luôn để cô Tư khỏi phải lên xuống đi lại khó khăn, vì biết chân của cô Tư bị đau nhất á, cái có mua gạo đưa cho chị Ngân đi. Gạo nè, mì để con để vô gạo cho trong con để vô giùm. Dạ. Gạo với mì. Rồi con gửi cho cô Tư tiền, con gửi cho cô Tư 500.000 để cô Tư có cần cái gì đó cô Tư mua thuốc uống. Dạ. Rồi con có gửi tặng cho cô Tư chai rượu xoa bóp. Cái này là mình chỉ dùng để xoa bóp chỗ nào mà cô Tư đau nhất á,
cô Tư so bóp lên chỗ đó. Cô Tư cất tiền vô đi để bạn bạn Ngân chỉ hướng dẫn sử dụng cho cô Tư. Cô Tư cất tiền đi. Ví dụ như chỗ nào mà cô Tư bị đau nhất á, cô Tư lắc lên xong rồi cô Tư xịt vô chỗ đó. Này nó mới để con sửa. Nó được tay. Tay thì đủ. Nó mới nó chưa xịt lần nào còn... Bởi vì em chi nó còn dính á. Dính. Khi mà cô Tư xịt lên như thế này á. Thơm. Cô Tư massage nhẹ, dạ, xoa nhẹ lên. Chỗ nào mà cô Tư đau nhất á, cô Tư cứ xịt lên trên đó, xong cô Tư xoa nhẹ. Cái này hỗ trợ về các vấn đề đau xương khớp rất là hiệu quả. Như là cô Tư có bị mẩn ngứa, cô Tư sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn. Nhưng cô Tư nhớ tuyệt đối là mình chỉ dùng để xoa bóp thôi, mình tuyệt đối là không có uống được. Sau khi xoa bóp xong thì cô Tư nhớ rửa tay. Đó, những chỗ nào mà đau nhất thì cô Tư nhớ xịt lên. Này rượu xoa bóp sử dụng về các vấn đề đau xương khớp là hiệu quả rất là cao cô Tư. Đây là những cái phần quà của cá nhân, không phải là của một tổ chức nào hết. Thì hôm nay biết hoàn cảnh của cô Tư như thế này thì cũng có bạn Ngân An Giang này cũng đến đây thăm cô Tư. Thì mong rằng chia sẻ clip này lên thì cũng sẽ có nhiều cô chú anh chị biết về cái hoàn cảnh của cô Tư. Có thể hỗ trợ cô Tư được nào. Clip thì cũng xin cảm ơn cô Tư đã dành chút thời gian quý báu chia sẻ cho con những câu chuyện tâm linh quá hay. Thật sự là quá hay. Thì con cũng xin chúc cô Tư cũng như là bạn Ngân có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay được bạn Ngân chia sẻ hoàn cảnh cô Tư rồi còn chia sẻ câu chuyện tâm linh về miếu bà chú xứ quá là ly kỳ. Thì cũng chúc bạn Ngân sớm thành công trên con đường làm YouTube. Chúc cô Tư dồi dào sức khỏe. Có thời gian thì con sẽ quay trở lại thăm cô Tư, đặc biệt là vào lúc chạng vạng trời tối đi. Tại vì nếu mà lên đây vào chạng vạng trời tối sẽ có nhiều cái... nhiều cái nó ly kỳ. Nó ly kỳ. Nhưng mà cô Tư nhớ nha, nhớ nhớ cái lời con dặn là có gặp cũng đừng có tột cái quần xuống mà quýnh nha. Nếu quýnh một cái đánh mất mẹ cái quần làm sao. Ngân có lời gì rồi cô Tư không? Dạ, chúc cô Tư nhiều sức khỏe. Cô Tư dưỡng sức đi cô Tư. Rồi có gì để xịt lên xong rồi tha gì nè, là nó thấm vô nó sẽ ấm cái tay này lại. Chứ cái tay này nó lạnh dữ lắm. Hồi nãy giờ con cầm vô cô Tư là con thực sự là rất là sợ luôn á. Bây giờ nếu mà xịt lên giống nha. Giống như bây người giờ chết. Xịt lên nè, vừa mới xịt lên cỡ khoảng 5 phút sau là cái tay cô Tư không ấm lại hết, ấm lại không bao giờ còn lạnh. Nó lạnh một cái kỳ nó lạ, kỳ lạ lắm chứ không phải là nó lạnh kỳ cục. Cô Tư mà còn thốt ra cái câu nói là như thi thể là biết rồi, có người nào mà từng chạm vô thi thể đi rồi cũng y như đó. Đúng rồi, ai mà giống như cô đó, nó một mà thành hai người. Mà cô Tư sống mà cô Tư nói như vậy á, nhiều có người ta hiểu thì được. Người ta không hiểu, người ta nói bà này bà khùng khùng mới nói chuyện kỳ quá. Nhưng sự thật đó là đúng như vậy đó. Cầm vô mà còn lạnh trên tay á, cái này ráng xịt một xíu nữa cái mình rờ vô thử rồi nó còn lạnh không. Chứ còn rờ vô là hồi nãy giờ là cái tay mình còn thấm độ lạnh. Bây giờ đó cô cầu chúc cho mấy con nè, năm mới này được an khang thịnh vượng, được nhiều may mắn nha. Rồi các con á, đi chỗ này chỗ kia đặng giúp những cái người khổ như cô vậy nè. Mong con cũng xin chúc cô Tư nhiều sức khỏe nha quý cô bác anh chị. Nếu như có muốn mình đến đây ghi hình vào ban đêm những câu chuyện tâm linh đó thì hãy comment phía bên dưới cũng như là cho mình một like cũng như là một lượt chia sẻ để cho những người anh em có động lực ghé thăm những cái hoàn cảnh neo đơn sống ở nơi lạnh lẽo như thế này. Nếu như quý bà con, cô bác, anh chị có nhu cầu mua rượu xoa bóp để sử dụng thì có thể liên hệ với số điện thoại trực tiếp trên màn hình. Cuối clip thì cũng xin chúc bà con, cô bác, anh chị nhiều sức khỏe nha. Chúc Ngân sớm thành công nha. Chúc cô Tư thật là nhiều sức khỏe quý cô bác, anh chị. Hãy cho mình xin một like cũng như một lượt chia sẻ nha. Quý cô bác, anh chị muốn mua rượu xoa bóp thì hãy liên hệ với số điện thoại trực tiếp trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con, cô bác, anh chị. Rồi, chào nha. Chào cô Tư. Chào.